tiền là của bạn. Quyết định là của bạn. Tương lai tự do tài chính cũng là của bạn. Tôi chỉ là người mang đến cơ hội cho bạn. Đón xem series video Tự do tài chính. Công ty bạn có vốn điều lệ 10 tỷ, đang cần số vốn 90 tỷ để mở rộng sản xuất kinh doanh. Vậy công ty đó có thể huy động vốn bằng cách nào? Nếu theo cơ chế thị trường, bạn có thể đi vay tại ngân hàng 90 tỷ và nhận lại khoản nợ gốc và lãi suất. Nếu theo cơ chế vốn, bạn có thể pha loãng cổ phần để huy động vốn 90 tỷ, lấy 30% số cổ phần doanh nghiệp. Khi đó định giá của công ty bạn sẽ là 300 tỷ. Vậy cơ chế thị trường và cơ chế vốn là gì? Tại sao cơ chế vốn lại đang được nhiều doanh nghiệp hiện nay hướng đến? Chúng ta cùng tìm hiểu. Công ty theo cơ chế thị trường là một công ty hoạt động trong môi trường thị trường cạnh tranh, nơi các sản phẩm và dịch vụ được xác định bởi lực lượng cung và cầu trên thị trường. Công ty cơ chế thị trường cần phải cạnh tranh với các đối thủ khác để đạt được lợi thế trên thị trường và tối đa hóa lợi nhuận. Các yếu tố quan trọng của công ty cơ chế thị trường bao gồm tình trạng cạnh tranh, giá cả và quyền sở hữu tài sản. Cơ chế vốn. Công ty theo cơ chế vốn là một công ty thu thập và quản lý nguồn vốn để sử dụng trong các hoạt động kinh doanh. Các nguồn vốn bao gồm tiền mặt, tài sản, chứng khoán và các khoản nợ khác. Công ty theo cơ chế vốn cần phải quản lý các nguồn vốn này một cách hiệu quả để đầu tư và phát triển kinh doanh. Các yếu tố quan trọng của công ty theo cơ chế vốn bao gồm các nguồn vốn, các phương thức thu thập vốn, các hình thức sử dụng vốn, quản lý rủi ro và lợi nhuận. Cơ chế vốn giúp cho các công ty có thể huy động vốn một cách dễ dàng, từ đó giúp công ty phát triển nhanh và bền vững vì có nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mainland sẽ là một cơ hội sáng giá cho các nhà đầu tư. Thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp với những phát minh, những doanh nghiệp rất thành công. Chúng ta đang sống và làm việc trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với công nghệ là trung tâm và là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế xã hội của thế giới. Sự phát triển của Internet đã khiến cho sự xuất hiện của những mô hình kinh doanh mới với công nghệ số làm cốt lõi, và từ đó rất nhiều doanh nghiệp đã có một tốc độ tăng trưởng ngoạn mục, đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ so với các mô hình kinh doanh truyền thống. Uber, ứng dụng đặt xe taxi được thành lập năm 2009, trải qua hơn 10 năm, hiện giá trị vốn hóa của Uber là 60 tỷ đô. So với công ty BMW, hãng xe hơi nổi tiếng của Đức, được thành lập năm 1916, trải qua hơn 100 năm, hiện giá trị vốn hóa của BMW là 53 tỷ đô. Chỉ mất hơn 10 năm, giá trị vốn hóa của Uber đã vượt qua công ty xe hơi hơn trăm tuổi là BMW. Airbnb, nền tảng thuê và cho thuê nhà ở đến từ Mỹ, được thành lập năm 2008, hiện giá trị vốn hóa là 21 tỷ đô, gấp 1,2 lần giá trị vốn hóa của hệ thống khách sạn nổi tiếng có tuổi đời gần trăm tuổi là Marriott. Như vậy có thể thấy các công ty truyền thống phải mất 100 năm để đạt được giá trị vốn hóa hàng chục tỷ đô, thì các công ty công nghệ chỉ mất 10 năm để vượt con số đó. Công nghệ số thực sự đã biến đổi quan niệm và mô hình kinh doanh trên toàn cầu. Mainland, một doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ bất động sản, liệu có phải là một Airbnb hay Uber thứ hai?
những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã tăng trưởng ra sao? Amazon, một trong những trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới, được sáng lập bởi Jeff Bezos vào năm 1994. Amazon chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán New York vào năm 1997 với giá 18 đô la. Chỉ sau 23 năm, giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp này đã đạt lên đến 3.400 đô la, tỷ lệ tăng trưởng 18.899%, tỷ suất lợi nhuận lên tới 820% mỗi năm. Microsoft, đế chế công nghệ đến từ Mỹ, IPO năm 1986 với giá khởi điểm là 21 đô la. Đến năm 2020, cổ phiếu Microsoft đã đạt tới 220 đô la với tỷ lệ tăng trưởng là 1.048%. Facebook chính thức niêm yết sàn Nasdaq năm 2004 với giá khởi điểm 38 đô la. Chỉ sau 8 năm, giá cổ phiếu của hãng công nghệ này đạt 280 đô la, tỷ lệ tăng trưởng 1.882%. Những cơ hội như trên đều đã đi qua. Có rất nhiều nhà đầu tư đã nắm lấy cơ hội và trở thành tỷ phú, cũng như có rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ lỡ cơ hội này. Maylen đang đi trên con đường tiến tới IPO, với định hình là một tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ bất động sản, đang nổi lên như là một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Hành động là ở các nhà đầu tư, ngay lúc này và ngay bây giờ. Maylen thành lập ngày 15 tháng 8, 2019. Đến nay đã là năm thứ tư của doanh nghiệp. Những thử thách rào cản ban đầu gần như doanh nghiệp đã vượt qua. Với hệ sinh thái 26 sản phẩm và nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực, được ghi nhận bằng các giải thưởng công nghệ danh giá. Quy mô công ty từ 16 nhân sự đã lên đến hơn 500 nhân sự, cùng với đó là mạng lưới 30 văn phòng đại diện trong nước và quốc tế. Maylen đã có những thành công ban đầu và sẽ là bước đệm cho các thành công tiếp theo. Hiện tại, doanh nhân Hoàng Mai Trung đang kêu gọi các nhà đầu tư thiên thần đồng hành cùng phát triển dự án hệ sinh thái công nghệ bất động sản Maylen. Với giá trị May đang cực kỳ hấp dẫn và mỗi May sẽ tương ứng với một cổ phần trong tương lai. Vì vậy, có thể coi đây là thời điểm vàng để đầu tư và đồng hành cùng doanh nhân Hoàng Mai Trung. Với tâm nguyện muốn chia sẻ dự án hệ sinh thái công nghệ bất động sản Maylen đến với cộng đồng của doanh nhân Hoàng Mai Trung, bạn chỉ cần đầu tư số vốn 5 triệu 825.000 Việt Nam đồng là bạn đã có thể đồng hành với doanh nhân Hoàng Mai Trung cùng hiện thực hóa dự án Maylen với hai hình thức có thể lựa chọn, đó là: thứ nhất, trả thẳng đối với khách hàng đang có sẵn nguồn vốn có thể sẵn sàng tham gia đầu tư. Thứ hai, nếu khách hàng mong muốn sở hữu nhiều May nhưng chưa có sẵn nhiều vốn, có thể tham gia hình thức trả góp với các thời hạn linh hoạt. Khi nắm giữ May, trong tương lai nhà đầu tư sẽ được hưởng các quyền lợi. Thứ nhất, May hiện tại sẽ là cổ phần tương lai của doanh nghiệp. Thứ hai, được hưởng cổ tức lợi tức khi doanh nghiệp có lợi nhuận. Thứ ba, được tặng token tương ứng với số May sở hữu. Thứ tư, được nhận thưởng 5% giá trị hợp tác để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái công nghệ tài chính bất động sản Maylen. Hệ sinh thái công nghệ tài chính bất động sản gồm các sản phẩm nền tảng chuyên biệt cho thị trường bất động sản, áp dụng công nghệ 4.0 với tiêu chí nhanh, đơn giản và chi phí hợp lý. Mỗi sản phẩm là một giải pháp cho một vấn đề nổi cộm trên thị trường bất động sản, sử dụng cùng một nền tảng định danh duy nhất là MayID. Các sản phẩm vừa có tính độc lập vừa bổ trợ lẫn nhau, giúp người dùng có trải nghiệm hoàn chỉnh. Hiện nay, Maylen đã cho ra mắt các sản phẩm ưu việt góp phần giải quyết những bất cập thực tại
của thị trường bất động sản, đó là Mayland.com và Mayland App, cổng thông tin bất động sản 4.0, Mayas, nền tảng kết nối và hỗ trợ chạy quảng cáo cho người làm bất động sản, Maypage, nền tảng xây dựng landing page cho bất động sản, Maymap, nền tảng bản đồ tra cứu quy hoạch trực tuyến và tìm kiếm thông tin bất động sản, MayCRM, ứng dụng quản lý khách hàng và nguồn hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản, MayShare, mạng xã hội thông tin bất động sản đa chiều, ứng dụng công nghệ AI, MayProject, mạng xã hội đánh giá đa chiều bất động sản dự án, MayValue, công cụ định giá bất động sản, ứng dụng công nghệ AI, May3D, nền tảng cung cấp giải pháp 3D trong giao dịch bất động sản. Mayland.com, cổng thông tin bất động sản 4.0, ra mắt năm 2019. Mayland.com là cổng thông tin bất động sản 4.0, cung cấp cho người dùng các chức năng tìm kiếm và đăng tin bất động sản, giúp tạo sự kết nối thông suốt và dễ dàng cho các khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm thông tin bất động sản từ mua bán, cho thuê hay sang nhượng, với các công cụ lọc giúp kết quả tìm kiếm phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng. Ngoài ra, chức năng đăng tin với nhiều tính năng hỗ trợ sẽ giúp tin đăng tiếp cận tới nhiều người hơn, từ đó tăng tỷ lệ giao dịch thành công cho người dùng có nhu cầu mua bán hoặc cho thuê các bất động sản. Trong 3 năm qua, Mayland.com đã đạt được những con số ấn tượng với hơn 1,2 triệu khách hàng xem tin mỗi tháng, hơn 40.000 tin đăng mỗi ngày.